Xin mời hai ông bước lên nha. Đợi hai ông luôn á, hai ông lượt á. Rồi, xin mời hai ông lên đèn làm lễ cho tiên nha. À, tiếp theo mời đại diện họ nhà trai thắp hương á. Mời cô giao lên chưa? Cô giao sang chị chú rể rồi. Vừa ra nghe, để bà đứng nghe. Đứng vô em, đứng vô đi, đừng thưa quá. Chứ thầy Phúc đứng lên, rồi, giải đi, giải đi. Từ cái đó lên trước đi, thầy xem chưa?
thầy lấy nước thầy. À, mấy con thầy nha, cô giao chú rẻ. Rồi, bái chúng bà lấy đi.